dự ASEAN mà mất điện thoại thì phải làm thế nào? Đừng lo, đã có các tình nguyện viên hỗ trợ. Mới đây, các tình nguyện viên tại ASEAN 19 đã thức xuyên đêm lục hàng nghìn túi rác để tìm lại chiếc điện thoại bị thất lạc cho một kỳ thủ cờ vua. Nhân vật chính trong câu chuyện này là Liu Tianyi, kỳ thủ cờ vua 12 tuổi của Hồng Kông, Trung Quốc. Sau khi dự lễ khai mạc ASEAN 19, Liu không tìm thấy điện thoại của mình. Cô nhớ lại, mình đã bỏ quên ở trung tâm quần vợt thuộc Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu, rộng 523.000m2 với khoảng 10.000 chỗ ngồi. Đáng chú ý, chiếc điện thoại được để trong một chiếc túi và đã bị tắt nguồn. Nghe qua thì ai cũng nghĩ đây là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng các tình nguyện viên của ASEAN 19 đã làm được. Họ đã tìm suốt đêm, lục lọi mọi ngõ ngách, rồi phán đoán có thể ai đó đã ném chiếc túi chứa điện thoại vào thùng rác. Vì vậy, các tình nguyện viên đã lục tung hàng nghìn túi rác quanh sân vận động để tìm chiếc điện thoại bị thất lạc. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra và trả lại cho cô bé.